thấy ánh sáng màu sắc nữa thì sống làm gì trên đời, cho nên nhiều lần muốn tự tử. Phải nói thật, ở Nha Trang là như vậy. Lê Duy Ứng, họa sĩ, nhà điêu khắc, anh hùng lực lượng vũ trang, sinh ngày 8 tháng 7 năm 1947 tại thôn Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, là con trai họa sĩ, nhà báo Lê Yến. Từ nhỏ, Lê Duy Ứng học vẽ từ cha và nhà giáo ưu tú Bùi Đình Sơn. Năm lớp 4, ông đã có phòng tranh triển lãm riêng mang tên Xấu nên tránh, tốt nên làm ở huyện Quảng Ninh. Tháng 9 năm 1971, ông nhập ngũ khi đang là sinh viên thứ 3 trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội, là chiến sĩ trinh sát thuộc Đại đội 20, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Năm 1972, ông tham gia chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, là trợ lý ban tuyên huấn Trung đoàn 101. Tại Đông Hà, ông đã quen và yêu Trần Thị Lê, cô gái thanh niên xung phong người Hà Nội, là vợ của ông sau này. Sau chiến thắng cửa Việt, ông làm cán bộ tuyên huấn Sư đoàn 325. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông có nhiệm vụ chụp ảnh và vẽ ký họa chiến trường. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, khi còn cách cửa ngõ Sài Gòn 30 km, tại căn cứ Nước Trong, xe tăng trúng đạn chống tăng của lính Việt Nam Cộng Hòa, ông bị thương nặng ngất đi. Khi tỉnh lại, ông đã dùng ngón tay làm bút chấm máu từ đôi mắt bị thương của mình để vẽ nên bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phía dưới ghi dòng chữ: ánh sáng niềm tin, con nguyện dâng người tuổi thanh xuân, và lại ngất đi. Sau hơn 7 năm sống trong mù lòa, ngày 14 tháng 10 năm 1982, ông được giáo sư bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân cấy ghép giác mạc thành công, và ông đã nhìn thấy trở lại, tuy thị lực chỉ còn 5 trên 10 và mắt phải bị mù vĩnh viễn. Năm 1983, ông vẽ tranh trở lại phục vụ quân đội. Năm 2005, khi ông đang làm việc ở Bảo tàng Lịch sử Quân đội Việt Nam, đôi mắt ông mờ dần, có nguy cơ mù hẳn. Ông đi chữa ở Nhật Bản. Năm 2006, mắt ông đã sáng trở lại, nhưng vì vết thương cũ tái phát nên từ năm 2012, mắt ông chỉ có thể phân biệt được sáng tối. Chúng tôi ghé thăm ông. Ngôi nhà 4 tầng với đầy ắp tranh và tượng, một khối lượng đồ sộ phong phú về nội dung và thể loại. Nhưng có lẽ ông dành tình cảm đặc biệt cho việc vẽ và tạc tượng Bác Hồ, đề tài chiến sĩ, chiến tranh. Ông say sưa giới thiệu chúng tôi đến với từng tác phẩm của mình. Trong căn phòng nhỏ, giọng ông nhỏ nhẹ, đều đều, vui vẻ mà đầm ấm, trân trọng mà thân mật. Dưới ánh sáng từ khuôn cửa sổ nhỏ, cuộc đời Lê Duy Ứng với những mảng màu thang bậc như một bức vẽ, như một bản nhạc giàu cảm xúc, chan chứa tình yêu cuộc sống, được ông từ tốn kể lại. Chuyện người thương binh hỏng cả hai mắt trở lại đời quân ngũ và về hưu với hàm đại tá, chuyện tình yêu nghĩa vợ chồng của ông với cô gái Hà Nội tên Lê, một câu chuyện tình lãng mạn vừa đời thực lại vừa tiểu thuyết, một câu chuyện tình điển hình của những chàng trai cô gái thời chống Mỹ với một cái kết thật có hậu. Mỗi câu chuyện cuộc đời của ông là một minh chứng của ánh sáng niềm tin. Xin dành tặng ông bà sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn, không chỉ là một bảo tàng đồ sộ những tác phẩm vẽ và tượng của ông, mà còn là chính cuộc đời của ông, tình yêu của ông dành cho bản thân mình và cho cuộc đời. Win Win Việt Nam trân trọng giới thiệu.
con mắt mình đây này, con mắt này là mắt giả này, vứt đi rồi này, để mình giới thiệu như thế, đây là con mắt này này. Chào cô Dương Sự. Hả? Đây là con không, con mắt này phải sờ, nhưng mà đó là mình, cho nên là em cứ tưởng tượng mình nhìn thấy, nhiều người cứ tưởng mình thấy, đây là như con mắt này đó. Nó nhìn sợ quá. Đây là trường, viên mắt họ làm cho mình. Nhưng mà anh lấy ra thế xong nó nhiễm trùng đấy. Không, trùng đó được, con mắt mình phải mở ra vào để lau rửa thường xuyên chứ. À, thế ạ? Thì con đấy thì còn làm gì nhìn được nữa. Rồi con lắp vào cho đẹp thôi. Lắp cho đẹp. Dạ. Còn con này thì là con này thì em nhìn thấy nó trắng hết cả rồi. Ừ. Cái này là hai lần ghép nhau, mà lần đầu tiên là ghép ông Nguyễn Trọng Nhân, giáo sư Nguyễn Trọng Nhân năm tầm 2 là ông lấy mắt một người chết. Dạ. Tại trên đan phường ấy. Dạ. Thì ông ấy ghép cho mình. Ông ấy ghép cho mình thì ngày 4 tháng 10 năm 82. Thì ông ấy khi mà ông cào lông mày để ông ấy ghép cho mình, ông nói hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 82 là ngày sinh nhật của mình. Mình sẽ làm một cái ca thật đặc biệt để kỷ niệm ngày sinh nhật. Yeah. Ông ấy nói như thế. Và ông lúc ông làm, ông vừa khâu mắt, ông vừa làm là ông nói cho mình nghe. Thế vừa là gây tê thôi mà. Yeah. Cho nên mình vẫn nghe ông nói. Ông nói là ứng là người vẽ chân dung Bác Hồ bằng chính dòng máu của mình trong chiến đấu. Thì Bác Hồ sẽ phù hộ cho ứng. Cũng như mình đang cùng là được gặp Bác Hồ này, rồi mình cũng là số đăng son đỏ, thế hai cái đầu gặp nhau chắc sẽ ứng sẽ sáng ra. À, ông người trong nhân còn nói thế. Dạ. Và cuối cùng coi ông mổ 7 tiếng đồng hồ từ 3 giờ chiều đấy, mà rồi cuối cùng coi khi mà mổ xong là nằm tại viện 85 Bà Triệu đó, viện mắt trung ương, thì ngủ một giấc thì sáng hôm sau thầy băng thì thấy ánh sáng tràn vào. Nếu mà lúc ấy vẫn chưa sáng đâu, cứ dần dần rồi mỗi ngày nó sáng lên liền yên dần, và một độ chục ngày là nhìn thấy rõ. Dạ. Nhìn thấy mặt người, nhìn thấy rõ. À, vợ con đến rồi xúc động lắm và khóc thì nước mắt cứ thành thoát vào mình. Và bố mình ở trong quê, mẹ mất rồi nhưng bố trong quê thì nghe tin này là sướng lắm. Viết thư không ra được thì già không ra được, viết thư cho Nguyễn Trọng Nhân bảo này anh là người có tài. À, để chữa cho thằng con tôi sáng ra, vì trước đó bố đã là làm viết một cái bức thư đấy, gửi cho chủ tịch hội đồng bộ trưởng phó đồng bảo tôi có thằng con là Lê Duy Ứng họa sĩ quân đội nhưng mà cấp rất thấp là thiếu úy thôi, cho nên là không được đi nước ngoài chữa mắt, thì theo tôi biết là phải từ lương 105 đồng trở lên, tức là được có BC. Dạ. Có viện số quản lý thì được đi nước ngoài, như vậy thì thiệt thòi cho thằng con tôi quá, vì nó là họa sĩ rất cần cái đôi mắt. Thế chủ tịch Phạm Văn Đồng mới ghi với cái bức thư của bố tôi là giải quyết cho Lê Duy Ứng đi chữa mắt nước ngoài theo tiêu chuẩn đặc biệt. Dạ. Thế và ký tên Phạm Văn Đồng, thế là đưa cái về bộ y tế gọi viện mắt đầu lên cái làm, thì ông Nhân là người có trách nhiệm là đưa mình đi nước ngoài, nhưng mà khi làm hồ sơ để gửi đi 4 nước nhưng người ta không nhận, người ta nói con mắt này nặng quá rồi, 4,5 tức là 4,4 độ đằng đà nặng ở đây 4,5 tức là quá cái độ nặng đó là không chữa được, cho nên khi ông Nhân ông chữa là ông nổi tiếng lên là nhờ như vậy. Thế là có một cái lần mà mình bị cứ lên hỏi ông Nhân chồng gầy đi, rồi vừa chồng gầy hôi mắt một màn đêm mà có thấy gì đâu. Chồng gầy thì đến ngang đây chỗ Trương Đình ấy, đi trên đường Trương Đình, vì nhà mình Trương Đình, nhưng đi đến cái gần cái nhà mày kéo hải hà là mình nghe bụp một phát, thế là coi tòa hòa mắt ra, vỡ kính, lăn quay ra máu chảy. Thì thế Yến có biết lý do sao không? Tức là mình khua gầy cứ đập vào cái lề đường mà đi. Vâng. Như đến đó thì mình khua nhưng mà cứ thấy giờ phải tiến lên thì không ngờ một cái xe tải nó đầu ở đấy. Nó đầu bên đường, bên lề đường. Vâng. Thế mình khua thế này là không trúng cái bánh nó, cái lốp nó năm trước. Vâng. Mà cái thùng xe đã ngang mặt mình rồi. À. Đập vào mắt một cái lăn quay luôn. Vâng. Máu chảy tóe loe ra. Đấy. Đấy sau khi lên rồi, ông Nhân ông băng rồi, ông cảm động lắm, ông nói mắt bây giờ coi mình vừa làm một ca thành công là cô Nguyễn Thị Minh người Bắc Thái, thế nếu mà ứng chấp nhận thì mình sẽ ghé tài trong nước chứ không cần phải đi nước ngoài nữa. Dạ. Vì trước đó tôi còn nhận một bức thư của cái bà Hồng, vụ trưởng vụ chính sách của Trung ương Đảng ấy.
Nghề viết cho tôi này, một số nước như là Nga, Liên Xô, hồi là gọi Liên Xô, tiếp khác Đức, Romania đâu không nhận. Nhưng mà chúng tôi đang liên hệ một số nước tư bản để xem là có thể là nhận để chữa cho mình gì không. Nhưng mà đời mãi hoài không được. Thế là hôm đó mới đi đó, mắt chạy màu lên, ông nhân ông băng vào đó, ông nói tới bây giờ có làm trong được không. Thế mình nói thôi được rồi, ông nói đi, thì ca mà tôi làm đang nằm trên tầng 2 khoa tổng hợp ấy, thì tôi lên tôi gặp cái cô đó. Cô này, cô là tên của ông Nguyễn Thị Minh. Cô này, anh ơi, anh những cái lần chấp nhận đi làm ở trong nước cũng tốt lắm, vì anh nhân anh làm cái ca của em thành công. Thế là mình chủ người nói nhân này xuống vào cái phòng của ông nhân này. Lúc ấy ông là chủ nhiệm khoa tổng hợp thôi, viện phó kim chủ nhiệm khoa. Em mình hỏi anh nhân ơi, anh có thể làm cho em trong đường được, mình bảo thế. Anh nhân mình này, được rồi, nếu ứng đồng ý như vậy thì mình sẽ làm cho ứng tài trong nước, nhưng mà không phải đơn giản như vậy. Ứng là lịch trinh sát của trung đoàn thì biết rồi, muốn đánh thắng một trận tức là phải trinh sát kỹ mọi chuyện, ngóc ngách chỗ nào là vị trí đặt súng máy, chỗ nào là thông tin, chỗ nào là bọn ngụy báo như thằng rồi phải gọi là phải trinh sát đã mới đánh cái đồn thắng. Và cũng giống như mắt của ứng là bây giờ mình phải điền siêu âm, điền võng mạc, làm đủ các thứ xét nghiệm để kiểm tra như là trinh sát, phải xem con mắt thực thể như nào đã mới làm được. Thế là sau đó mình mới làm tất cả xét nghiệm. Và ngày 4/10/82 thì một cái cô, mình đang ở dưới trường đỉnh IC2, thì cái cô tên là cô Vũ, tên là Vũ, là người ở, người là cô làm y tá trên viện mắt, ra xuống và đưa xe máy xuống, bảo này có mắt rồi, anh nhân bảo là chờ anh lên để bổ mắt. Thì khi mà đây tôi mới kể tiếp là ông cầm bài mi, ông nói đấy, hôm nay là ngày sinh nhật của mình, đúng ngày sinh nhật của ông Nguyễn Đồng Nhân, 4/10, ông sinh năm 1930, lúc ấy ông 53 tuổi, vì lúc ấy là năm tầm 2 mà. Và ông ghép cho mình và sáng lại mình vẫn nằm viện ở, tôi nằm viện ở miền mắt trung ương đó, thì coi như là lần đầu tiên sướng lắm, ra đứng nơi cửa sổ nhìn thấy đường Bà Triệu, dòng người đang đi. Lần đầu tiên là sướng như vậy, vì trước đây là coi gì mơ một ngày chỉ sáng độ 5-3 phút được, rồi xong cho bóng đêm là cũng được đấy. Nhưng rồi để cái trong 3 phút đó để mình nhìn một cái cảnh hoa hồng, có giọt sương mai, hoặc nhìn thấy mắt, một khuôn mặt của người thân yêu, hoặc là các thứ, một ngày chỉ cần như thế. Nhưng bây giờ giáo sư Nguyễn Đồng Nhân đã làm cho mình sáng trưng ra rồi, sướng quá. Mình bảo mình cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đồng Nhân nhiều lắm. Và bố mình cũng viết một thư ca ngợi ông Nhân, trong có câu này: đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Bố còn phân tích bảo cây khô làm sao mà đâm được cành, đằng này con tôi là coi là như vậy, là coi là bị con mắt như vậy không còn nhìn thấy gì nữa, mà bây giờ sáng lại đấy. Và đó là một cái kỷ niệm đặc biệt cuộc đời, một bước ngoặt lịch sử của cuộc đời của mình, là mình được sáng mắt ra ngày 4/10/82. Và khi mà mình đánh vào Sài Gòn năm 75 ấy, tôi đánh vào Sài Gòn đó mà đánh vào căn cứ nước trong, bị thương vào mắt 284, thì đưa ra tuyến sau, đưa đi chôn rồi, tỉnh dậy rồi, đưa ra tuyến sau, đưa Nha Trang. Thì và nằm tháng 10 ngày đó, trong một tháng 10 ngày đó mình không muốn sống nữa, không muốn sống nữa, là vì nghĩ rằng tôi là một người họa sĩ mà bây giờ không còn thấy ánh sáng màu sắc nữa thì sống làm gì trên đời. Cho nên nhiều lần muốn tự tử, phải nói thật ở Nha Trang là như vậy. Nhưng mà con người là lúc ấy là bị sốc, vô cùng là sốc đấy. Và nghĩ rằng đêm nào nằm mơ thấy tiên đến chữa mắt sáng ra đấy. Còn đêm đang mơ tiên đến chữa sáng mắt ra, sáng trưng ra đấy. Và tỉnh dậy thì không thấy gì nữa, vẫn một màn đêm. Bởi vì khi giáo sư Nguyễn Đồng Nhân mà chữa tôi sáng mắt cái hôm tại hội trường thì là ở viện mắt trung ương, thì đồng chí Phạm Thế Duyệt đến thay mặt công đoàn đến gắn cái bằng lao động sáng tạo đặc cách cho Nguyễn Đồng Nhân, thì tôi đứng dậy phát biểu
là một cái người bệnh nhân được giáo sư ở cái người nông dân chữa sáng, tôi xin phát biểu sau khi nói lời cảm ơn. Vì khi mà tôi ra viện là tôi có ghi trong cái sổ cảm tưởng của cái khoa tổng hợp là Bác Hồ dạy thương binh tuy tàn nhưng không phế, Bác Hồ dạy y tế lương y như mẹ hiền, chúng ta phải thường xuyên làm theo lời Bác dạy. Để tôi ghi như vậy. Và hôm nay trong cái không khí thì xúc động này, bác sĩ Nguyễn Đông Nhân được tặng bằng lao động sáng tạo, thì tôi xin cũng xuất phát từ tình cảm của mình làm mấy câu thơ như này. 75 ở Nha Trang, đêm nằm mơ tiên đến, mắt mù bừng sáng ràng bởi phép màu của tiên. Tỉnh dậy vẫn màn đêm bồi hồi lòng luyên tiếc, một giấc mơ tuyệt đẹp khép chặt trong mắt tôi. Thu 82 Hà Nội, thực sự gặp tiên ông, người trao cho ánh sáng, ôi xúc động tấm lòng. Bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, người có đôi tay vàng đã dành muôn tia sáng cho nhiều người bệnh nhân, vinh quang người thầy thuốc suốt cuộc đời vì dân. Cả đời tôi có Đảng, có ánh sáng Bác Hồ, trên đường dài năm tháng xây niềm tin ước mơ. Tôi đọc bài thơ thế đã cạo trường vỗ tay. Và ông Nguyễn Trọng Nhân ngồi hàng đầu, ông đứng lên ông cười. Ông này tiên là phải có râu, nhưng mình có râu đâu, thì mọi người càng cười vỗ tay, xúc động lắm đó. Và sau khi tôi cảm động về giáo sư Nguyễn Trọng Nhân như vậy, cho nên là tôi để đến nhà Nguyễn Trọng Nhân và tôi muốn nhận Nguyễn Trọng Nhân làm cha. Đấy, người đã sinh ra lần thứ hai. Nhưng ông Nhân ông vỗ vai ông nói thế này, Ứng ơi, mình hơn Ứng được mười mấy tuổi thôi cho nên không thể đẻ ra Ứng được. Cho nên là mình nhận lại anh em kết nghĩa, mà mình sẽ đưa Ứng về cụ Hiếu, tức bố mình sẽ nhận Ứng là con. Đấy, và mình ông đưa về gặp cụ Nguyễn Văn Hiếu là bố đẻ, lúc ấy con cụ Hiếu. Thế và từ đó là tình cảm giữa mình với ông Nhân là thân thiết. Và mình về nhà thì mình ở Trương Đình á, tôi lấy đất tôi tạc cái tường bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân. Tí nữa trên này này, có trên này á, trên tầng 4 á, là bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân đang đứng trước gió. Hình tượng đó lắm, đứng trước gió ta áo blue bay phất trước gió. Gió lớn, tay phải cầm ngọn nến và tay trái thì để che cái ánh sáng, che ngọn gió để ánh sáng không bao giờ tắt, để dưới là ánh sáng không bao giờ tắt. Kính tặng bác sĩ Nguyễn Trọng Nhân, người đã có tôi đã một đôi bàn tay vàng đã cho tôi ánh sáng sau 8 năm trời trong trong bóng đêm. Đấy, như vậy là mình bị thương ngày 28/4/75 và ngày 4/10/82 thì được giáo sư bác sĩ chữa sáng mắt lại. Thì sau một thời gian rất dài, hơn 7 năm, gần 8 năm trời, nằm trong bóng đêm. Đấy, thì mà nằm trong bóng đêm thì là cái là, đây là cái ngày mà mình được bừng sáng là ngày 5/10. Đấy, là bừng sáng đó. Thế cũng là một cái, cả một quá trình. Và như vậy là, sau đấy thì tiếp theo là như thế nào nữa? Nhưng mà rồi ánh sáng đó không được giữ được lâu, một thời gian sau bắt đầu mờ dần. Cũng giống như cô Minh, cô mù tịt trong một tuần sau cô cũng bị hỏng luôn. Ông Nhân ông làm cái ca nguyện được một qua một cái ông hồi người mù Việt Nam là ông Nguyễn Văn Tiếp, ông cũng được một tuần cũng mù tịt lại. Còn mình là được dài đó, được vài năm trời á, được lâu đó. Và đúng sáng tạo rất nhiều. Sau đó mời dần thì 2005 á, thì là trong một cái lần giao lưu ngày truyền thống của sư đoàn 35 thì có một thủ trưởng của tôi là ông Nguyễn Đức Ngoan, Bùi Đức Ngoan quê ở Hải Phòng lên dự. Ông rất xúc động, ông là thân tôi lắm, ông là trung đoàn trưởng. Và khi mà kết thúc cái buổi giao lưu đó thì Bùi Tiến Hùng là con trai là chủ nhiệm khoa mắt của bệnh viện Bưu Điện đến để đón bố về, thì gặp tôi xúc động lắm, bàn tay chào chú Ứng. Cháu là làm trưởng khoa mắt bệnh viện Bưu Điện, cháu đang làm việc với một cái số người, giáo sư như người Nhật Bản, tên ra đó là Tadashi là ở nước Nhật Bản sang và làm việc với cháu. Thì ngày mai chú có thể lên cháu để cháu kiểm tra lại con mắt của chú để vào thằng Nhật kiểm tra luôn. Thì khi sáng hôm sau thì tôi lên viện mắt đó, Bưu Điện đó, thì Bùi Tiến Hùng soi và Tadashi cũng có xem, và cuối cùng con mắt này có thể ghép lại lần hai được.
là vì khi ông nhân giáo sư ông nhân ghép mà tôi là cắt 6 ly thôi, cắt cái giặc mạc là 6 ly để ghép 6 ly vào. Bây giờ còn đất để ghép được, thế là ghép được 7 ly nữa, tiếp từ lần 2 7 ly. Thế và nhận mình sang Nhật Bản, thế và từ 2005 tháng 6 hai vợ chồng sang Nhật Bản với cái kinh phí là phải 230 triệu hai vợ chồng. Nhưng mà các bạn bè để ban ngành giúp đỡ tổng chỉ có 30 triệu để bảo tàng quân đội cũng đã giúp đỡ một phần kinh phí, tất cả bạn bè về cơ quan giúp đỡ được 74 triệu còn tất là có mình, tức là được 1/3 là của cả người ta giúp đỡ, mình thân quân giúp đỡ, và mình có cái số tiền đó để sang Nhật Bản ghép. Thì sang đó là người giáo sư là Kinoshita, sinh năm 1946, là ghép cho tôi, muốn lẽ ghép nhanh chứ không phải ghép như Nguyễn Đồng Nhân. Giáo sư Nguyễn Đồng Nhân ghép mấy tiếng đồng hồ liền, nhưng ông chỉ ghép trong 45 phút. Mình tê trong bắt 45 phút thôi. Dạ. Và khi băng rèm chứ không phải băng kích như Nguyễn, băng rèm thế này, khi mà ghép xong nâng lên đã thấy rồi. Giỏi như vậy, Nhật Bản là giỏi, làm rất giỏi. Và mình sáng mắt tại Nhật Bản, sáng mắt tại Nhật Bản thì thì sinh viên gọi là hồi sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản gọi là visa Việt Nam, visa Việt Nam nghe tin mình sang mình nằm viện đó cho nên đến thăm. Dạ. Đến thăm thì và mời vợ chồng sau khi sáng mắt là buộc lòng ký giấy phép là chỉ trong 15 ngày là phải về lại Việt Nam, cho nên là visa mới đề nghị ra ở về các bạn tại nhà đấy, đấy, trong cái thời gian đó. Xong rồi nhưng mình cũng trước khi đi ấy, mình gặp Nguyễn Quang Tính ở hội Việt kiều nước ngoài và đóng tại đường Bà Triệu, xin được một cái card của đại sứ đặc mệnh toàn quân của mình tại Nhật Bản. Đấy. Thế là mình về viết một bức thư, lúc ấy sáng mắt là viết bức thư, tôi là họa sĩ Lê Dưỡng đang chữa mắt tại Kyoto, cố đô của Nhật Bản, nằm tại tầng 2 bệnh viện Baptist. Visa cũng đến thăm nơi này nọ, tôi rất muốn lên Tokyo, nó hẳn như vậy, đặt vấn đề hẳn như vậy. Thế thì ông Chu Tuấn Cáp lúc này là đại thứ trưởng đại sứ đặc mệnh toàn quyền của mình tại Nhật Bản, nhận được cái thư rất xúc động. Vì cái thư đó bà Lê không cho gửi đâu, bà Trả mình không cho gửi, nhưng mà mình khi bà Lê bà đi ra phố, đi về Sơn ra phố thì mình gặp cái cô y tá đó, mình mới đưa cái cáp với dịp đó, mình đưa cáp với dịp có đều đại sứ quán đó, và tôi đưa cái bức thư tôi đề nghị là phòng về đó cho cả, thì cô làm ngay tức khắc, cái đó là đơn giản này. Dạ. Đường ngoài làm đơn giản vài phút sau bên kia đã nhận rồi. Dạ. Em cũng có một cái câu chuyện này của anh mà em cũng tò mò lắm. Thế là chuyện yêu đương ấy, chuyện tình yêu ấy.